Chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị ba căn nhà thuộc dự án mới của bên chủ đầu tư mới gửi. Và với ba cái căn nhà này thì giá chào bán cực kỳ là hấp dẫn, chỉ 1 tỷ 950 triệu đồng thôi. Sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà ngay, có cho vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đường ngõ thực tế trước nhà, như quý vị nhìn thấy, ngõ trước nhà khoảng tầm 2m2, cách với trục đường ô tô kia nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Ở đây có 3 căn thì chỉ có duy nhất cái căn lô góc này là giá chào bán là 2 tỷ tròn, còn lại hai căn phía trong kia nó là 1 tỷ 950 triệu đồng. Ưu điểm lớn nhất của 3 căn nhà này đó là hai mặt ngõ, mặt trước và mặt sau rất là thoáng. Với cái căn nhà này, thông số nhà là hướng Tây Nam. Cái diện tích của ngôi nhà thì có từ 30 cho tới 31m, và với cái thông số như sau: mặt tiền của ngôi nhà 3m3, mặt hậu 3m3 và chiều dài là 9m28. Với căn nhà này, Ngọc Ánh đang quay mọi người nha, hướng nhà là hướng Tây Nam. Căn nhà này thiết kế như thế nào, mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Và cái vị trí này thì thực tế nó là thuộc với lại tổ 16 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nha. Tổ 16 phường Yên Nghĩa, căn nhà này sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tới 80% giá trị và với những cái lãi suất vô cùng ưu đãi cho quý vị nào muốn mua nhà, với cái thời gian hỗ trợ rất là dài, tối đa 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Với phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa nhôm kính. Với thiết kế như sau: tầng 1, đây là cái phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì cái phần phòng khách của ngôi nhà cũng như phòng bếp và toàn bộ căn nhà này theo hiện trạng đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, mặt tiền 3m3 cũng không phải quá nhỏ đúng không ạ? Sổ đỏ đầy đủ, bán giao nhà luôn. Đấy, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ, với cái phần gạch lát nền kích thước gạch là 60-60. Đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt chỉnh chu rồi. Xung quanh ngập tràn tiện ích, từ vị trí cách căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 3,5 km, nó cách với ngã tư Lê Trọng Tấn nó cũng khoảng tầm đấy, và gần với lại trường đại học Phenica, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, phường, trạm đầy đủ cho quý vị, chỉ phạm vi bán kính 1 km quay đầu thôi. Cái đây là phần cái phần vách CNC ngăn cách giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang. Ngoài cái phần phòng khách ra thì ở tầng 1 ở đây còn có một cái phòng bếp nữa mọi người ạ. Và như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, ở đây cái căn nhà này đây, như quý vị nhìn thực tế, căn nhà này nó là hai mặt thoáng. Đấy, thoáng trước, thoáng sau, ở đằng sau nó cái ngõ mọi người ạ. Cho nên cái cửa sổ này mở ra thoáng vĩnh viễn và rất là mát. Ở đằng sau nó là hướng đông cho nên rất là mát mọi người ơi. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp cũng đã xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở, phụ kiện bếp đi kèm, chậu rửa, vòi rửa đây. Nhỏ nhắn, xinh xắn cũng khá là hợp lý đúng không mọi người? Và với cái phần tầng 1 ở đây còn một phòng vệ sinh nho nhỏ nữa, đáp ứng cho quý vị về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn, nó không quá gần trung tâm đâu cho nên cái giá của nó rất là hợp lý. Với cái căn nhà này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ nó cách với lại ngã tư Sở nó khoảng tầm 12 đến 13 km mọi người nha. Nếu như vậy thì tính vào tới trung tâm Hà Nội và tới, ví dụ như là vào tới Hồ Hoàn Kiếm ấy, thì nó sẽ cách khoảng tầm 15 đến 17 km mọi người ạ. Cho nên quý vị nào đang theo dõi kênh của Ngọc Ánh cũng thắc mắc, có rất nhiều quý vị thắc mắc là tại sao lại ở Hà Nội mà có những cái nhà rẻ thế. Thì thực tế luôn, cái căn nhà này nó thuộc quận Hà Đông, tuy nhiên nó là ven đô mọi người nhá. Mặt bậc của bậc cầu thang của cái căn nhà này thiết kế toàn bộ là ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang đây. Tay vịn cầu thang ở đây thì thiết kế nó là gỗ và ở đây nó là cái sắt mỹ thuật mọi người ạ. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ, gồm hai phòng ngủ bởi vì cầu thang ở giữa, có hai phòng ngủ trước và sau và ở đây là một phòng vệ sinh. Thì đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài, hướng ra phía ngõ. Đây, đáp ứng cho quý vị luôn, rất là thoáng, rất là mát mọi người ạ. Đây, cái phòng ngủ này thì khá là rộng, vuông vắn, mặt tiền 3m3, mặt hậu 3m3, căn nhà này không lỗi phong thủy gì cả đâu ạ. Đây, hệ thống trần thạch cao, phần ở dưới thì là gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Cái tông màu sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này nó là tông màu trắng mọi người ơi. Cho nên với cái diện tích nhỏ, tuy nhiên thì vào cái căn phòng
Nó chỉ một màu trắng thôi, nhìn nó cũng rất là thoáng. Cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Bởi vì cái căn nhà này giá thành nó nhỏ, giá thành nó thấp, cho nên là về những cái mà hoàn thiện lên ngôi nhà thì nó không quá xuất sắc, nó không quá phải là hàng cao cấp mọi người ạ. Đây là căn phòng ngủ ở phía bên trong. Thì Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người luôn, cái căn phòng ngủ ở phía bên trong này nó hơi nhỏ một chút so với căn phía bên ngoài. Thực tế nếu như căn phía bên trong này quý vị có con nhỏ thì để dành cho con nhỏ ở thì nó sẽ hợp lý hơn. Là nếu như mà cái phòng này mà cả gia đình thì nó hơi nhỏ, hơi bé một chút. Còn đây thì phòng nào cũng đầy đủ cái hệ thống cửa đây mọi người này. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ át, chờ điều hòa, đầy đủ hết rồi. Đây. Tiếp theo có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây. Thì đầy đủ hệ cái thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa. Đó, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá, thiết kế đầy đủ chỉn chu rồi. Như vậy với tầng 2 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ riêng, vậy tầng 3 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao ạ? Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt với lại tầng 2 quý vị nha. Cũng gồm hai phòng ngủ trước và sau, cũng gồm một phòng ngủ to và một phòng ngủ nhỏ. Giá chào bán căn nhà này thì Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa, 1 tỷ 950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Vị trí thì nó là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó vẫn là thuộc quận, sổ đỏ chuẩn, chỉnh giấy tờ, giấy phép xây dựng hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Có một số khách hàng hỏi em là với những cái căn nhà giá rẻ này liệu nó có phải là đất 50 năm không? Không mọi người ơi, đất 50 năm thì ngân hàng nào đứng ra để hỗ trợ cho mình vay, đúng không ạ? Đây là cái căn phòng ngủ ở phía trong. Đây. Nói chung là ưu điểm của căn nhà đó là hai mặt ngõ thông thoáng. Nhược điểm của cái ngôi nhà này đó là cái phòng ngủ bên trong này nó hơi nhỏ, nó hơi bé. Tuy nhiên bù lại nó vẫn có hai cái phòng ngủ to mọi người ạ. Còn cái vị trí đi lại thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, căn nhà này phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở quận Hà Đông. Còn nếu như quý vị mà làm ở quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng thì không nên cân nhắc căn nhà này, đi lại khá là xa. Đây là nhà vệ sinh tầng 3. Đây, đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng luôn. Xung quanh vẫn đầy đủ tiện ích. Từ căn nhà này mà đi bộ ra tới chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 200m thôi, rất là gần, ô tô đỗ gần như là đỗ cổng, mọi người hoàn toàn yên tâm. Bởi vì vừa nãy là có chiếc ô tô đỗ cổng rồi đúng không ạ? Mời người theo em lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Quý vị ơi, đây là phía tầng 4, Ngọc Ánh vừa bước chân lên đây. Trời ơi, nó mát lạnh hết cả người quý vị ạ. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ cái ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế này ạ. Đây. Trước sau quý vị có thể nhìn thực tế giúp em ở đây luôn nha. Khu dân cư đông đúc. Đó, dân cư rất là đông đúc mọi người ạ. Ở khu vực nào bây giờ chả thế. Ở Hà Nội dần dần quỹ đất nó càng dần, càng ngày nó càng ít đi đúng không ạ? Thì ở đâu cũng vậy thôi. Và tiếp theo, đây là cái phía sân đằng trước này. Nói chung là cái này chủ nhà bán đúng với cái hiện trạng của ngôi nhà như hiện nay. Mọi người quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người. Còn em vẫn cứ xin là nhắc lại với mọi người, căn nhà này xa trung tâm, không quá gần, cho nên quý vị nào có thể cân nhắc thì cứ ấy thôi. Nó gần với bến xe Yên Nghĩa, tuy nhiên nó gần nó cũng không phải là quá gần, nó cách 4 cây. Đó, 3,5 tới 4 cây. Nó gần với lại trường đại học Phenica, từ cái nhà này nó ra tới trường đại học Phenica nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 2,5 km thôi. Nó cũng gần với trường đại học thể dục thể thao nha các bác. Bác nào mà cũng có quan tâm và có con cái đang học ở trường đại học thể dục thể thao mà muốn mua nhà thì cái căn nhà này nó đang là ở phần giữa mọi người ạ. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại, giá 1 tỷ 950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Nhà sao thì Ngọc Ánh quay vậy, ngõ, đường, giá, hướng, chuẩn chỉnh. Mọi người muốn quan tâm và liên hệ để em tư vấn thì liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.